nay Hường làm bánh bao cho Alex với lại anh Hùng nè các bạn. Nhân nó Hường chia ra rồi đây, bột đây. Chuẩn bị làm á. Nhà Huyền mua bột bánh bao để nhiều quá mà mấy hôm trời Huyền không có xiên Huyền làm á. Hôm nay Alex với lại anh Hùng muốn ăn cho nên là thôi sẵn tiện Huyền làm luôn. Đây Huyền làm xong rồi nè các bạn. Ủ đây chút xíu Huyền hấp. Cái này hấp bánh bao các bạn. Đây là bánh bao nãy giờ Huyền ủ á. Nổi cái thương ra chưa? Trồng do luôn. Giờ này mà ở ngoài trời nó nắng chói vô quá trời, cho các bạn xem nha. Tinh tinh. Ngon chưa? Mới đây mình ra lò rồi các bạn, để mình quay lại cho các bạn xem. Hôm nay Hường làm mình nửa ký bột mà được 14 cái á các bạn. Đây, mới ra lò đây, mình để vô trong đây á. Ngon lắm nè. Xôn, nóng hổi đây, mới ra lò đây. Đây. Tụi Huyền tổng vệ sinh các bạn. Không biết tao đây nè, cái kính này Huyền quay vậy các bạn không thấy nghe chứ ngoài nó vô lắm, dấu tay của Alex không? Đó, nắng nè. Tuyết nó tan gần hết rồi hết các bạn. Đó các bạn thấy nước nó chảy xuống không? Tuyết nó tan xuống đó. Bên Huyền hiện tại giờ là 10 độ nè. Thấy chậu hành của Huyền không? Hôm nay gần quá chừng luôn. Hôm qua Huyền mới tước vài lá nấu canh rồi. Bây giờ tụi mình sẽ chọn dẹp đây. Alex thấy ba lao tội nghiệp không? Cho nên Alex đừng có để tay vô nữa nha. Xuống đi con. Mắt trên ghế anh ra, nói gì? Ra xong anh xịt ha. Dạ, đúng rồi. Sao mắt không xem? Bánh trên ghế cho lâu. Bắt đầu trở đi bên Huyền nắng á, cho nên là tụi Huyền sẽ tổng vệ sinh nhà cửa vườn tược đồ luôn á các bạn. À, đây nè. Khoai lang của Huyền lên đây nè. Trời ơi, hôm bữa Huyền ương mà nguyên củ á thì nó không có lên nha. Có một cái chị đó dễ thương lắm, chỉ vô chị nhắn tin cho Huyền á, chỉ dạy cách Huyền ương á các bạn nè. Love you chị. Đó, hôm nay thì khoai lang của Huyền lên cũng nhiều lắm nè. Cái này là hôm bữa chị dạy rồi Huyền cắt ra thì nó cũng lên chút xíu nè. Còn cái này là cái củ này của Huyền để á, nó cũng lên xong rồi cắt cái chỗ này để mà đừng ương, còn phân nửa hôm bữa là chiên ăn rồi. Các bạn biết sao không, người trong cho trời nắng á, đặng đem rau ra ngoài vườn hết cho trong nhà nó gọn á, chứ bây giờ trong nhà người á nó tùm lum hết luôn, quá chừng luôn á. Ở bên đây xong hết rồi phải không, em dọn qua đây ha. Huyền cho các chị coi mấy cái cây lưỡi cọp của Huyền nè, có bông nè thấy không? Các chị các bạn biết không? Trời nó ra cái này vừa tàn ha là nó ra hoa tiếp nè. Mấy cây này của Huyền nó ngộ lắm, ra hoa hoài luôn. Bụi á. Đó nè. Cũng thơm nha. Hơi có mùi chút xíu. Cái này hồi đó mình mua có ba chậu nhỏ xíu ha, bây giờ mình chiết nó ra nhóc hết trơn đó, các chị thấy không? Đây nữa nè, cái này cũng đang sắp ra hoa nè. Bé nhóc lại nhặt làm gì? Hả? Bé nhóc lại làm. Con uống hả? Làm luôn, tới 100 luôn á, tới 100 luôn, cút
tôi Huyền ra bên đây nữa. À đây nè, thấy trong nhà của Huyền quá chừng luôn á. Bên đây một tốp rồi các bạn, còn bên đây nữa, phía kính bên kia nữa. Đây nữa nè, chút xíu Huyền cũng sẽ dọn ở chỗ này ra để cho anh Hùng ảnh lao á. Chỗ nào cũng có dấu tay Alex hết á. Lao cho nó sạch ha. Thợ chùi rửa đó, sạch chưa? Thấy đấy. Nó làm dơ không các bạn, bây giờ bắt nó chùi nè. Chỗ nào cũng có dấu tay ổng hết trơn nè, các bạn coi trên tivi cũng có nữa nè, thấy không? Dấu tay của nó nè. Cái thằng gì đâu nè, nè thì quay nghiêng cho các bạn xem nha. Đó, gớm chưa? Hôm nay Huyền nấu bánh canh bột sắt cho cả nhà Huyền nghe các bạn. Đây nè, mới làm xong nè. Hôm nay cắt cái cọng nó hơi lớn lớn một chút. Như đang hầm một nồi nước lèo. Hồi sáng nay cả nhà Huyền dọn dẹp lau mấy cái cửa kính xong rồi. Chiều nay tới là dọn mấy cái ngoài, phía ngoài các bạn. Không mấy là ngày mai. Trời nắng đồ á, cái nhìn dội trong mấy cái kiến á, trời nó dơ kinh khủng luôn á. Alex với ba ba ra ngoài chơi rồi. Hai cha con Alex về kìa. Anh Hùng anh đặt mua cái máy game cho nó đó. Hôm nay người ta gửi về rồi đi lấy các bạn. Dữ vậy. Còn anh khoái kìa. Đó các bạn thấy bên Huyền hôm nay tuyết hết rồi thấy không? Hôm bữa mình quay là còn đóng ở đây nè. Trong sân thì hết rồi ha, nhưng mà còn ở ngoài tại vì cái xe xúc tuyết á các bạn, nó lùa lên trên đó như một cái núi luôn cho nên nó lâu lắm. Đây mình sẽ luộc. Đó vậy đấy các bạn. Nái nái nái. Làm gì nó đau không? Chà, hai cha con về bài đó nè. Lớn này, rất lớn này. Bà nó chủ yếu mua cho nó để sinh nhật nó có bạn nó lại chơi nè. Nè con, thằng đó bụng này ăn chút đi. Con cầm đi. Dạ. Đó, hai cái lỗ tai đeo nữa. Vậy hả? Ừ. Hai cái bóng. Đó, mua rác ở dưới này nè các bạn. Cho nhà sau này ảnh ở dưới này ảnh chơi. Hả? Ê, không có ngồi ở đó con, gãy gãy. Cái đó cái mặt kiến nguy hiểm. Mua nhiều quá. Thường á các bạn, ba ba Alex mà mua quà tặng cho Alex ha, là hình như trong đó có 50-70% là sở thích của ổng trước. Ổng mua theo sở thích của ổng. Không hậu ổng. Bố ơi rất hồi làm để biết không? Đó, cái này đeo vô chơi game này, chỗ cái này đeo vô là không có nghe ở ngoài luôn anh. Ổng nè. Ờ nó bích luôn á. Bích luôn. Ờ nghe ở ngoài nó nhỏ đó. Ra cái màu trắng này của Alex đó hả? Wow. Màu ha. Trắng rồi bóp á. Vậy á hả? Ồ, trời ơi, trắng gì trắng này con bóp. Ồ, trong này á. Ủa con mà, ê, em vô lấy cái ấy lại đi em. Lấy gì? Lấy cái... Lấy la. Lại đó làm gì vậy? Phá ổng mà ổng đập nè. Wow, cái này đó, game. Ủa, cười.
ăn lá thủy. Hôm nay Huyền nghe lời tước lá các bạn. Tước lá bỏ vô trong bánh canh. Trồng chậu hành sướng bộ. Có ăn ra ngắt liền nè. Chỗ nó dài lòng thòng, nó quẹo qua quẹo lại luôn á. Đó, tô bánh canh. Giá trồng nè các bạn. Của Alex nữa kìa. Mời các bạn ăn bánh canh nha. Ngon không? Alex nè. Quá ngon. Nhiều quá trời, không ăn nè. Không ăn được. Cái tô nữa. Mới đây, mới em nhớ mới thay bánh mùa đông đây mà. Bây giờ thay bánh mùa hè rồi, nhanh không? Thay giờ có sớm quá không vậy? Đây nè. Alex. Alex cũng phụ ba ba đó hả? Chà, cái mặt cái kìa. Mặt đáng ghét hay gì? Sao nay mặt đáng ghét dữ vậy? Cái áo Alex chưa hay kìa. Cái áo nãy con dựa cho bánh xe dơ kìa, phủi đi. Phủi đi. Khói máy móc rồi lắm. Nè, học nghề ba ba đi, mơ mốt lớn lên thay bánh xe. Trời ơi, chạy nha. Mấy cái xe pin này nó nặng. Xe pin phải nặng, nặng hơn xe kia hả? Ngộ vậy. Pin đó. Ờ. Đội nó lên. Nhóc con nó chạy xe rồi nó ngủ gục luôn kìa các bạn. Trời ơi. Ê. Tưởng nó ảnh ngủ gục chứ. Ở ngoài á trời nắng nhưng mà gió quá các bạn, gió cũng lạnh á, cho nên là Huyền vô. Anh Hùng thì thay bánh xe. Còn ảnh thì chạy xe vòng vòng anh Phá nè. Anh Phá xong rồi ba ảnh ra thì ảnh lấy xe ra ảnh chạy. Đó thì hình như anh Hùng thay cũng được hai bánh rồi, thay ba bánh ở trong đó. Hai cha con Alex nè, anh Hùng thay bánh xe rồi. Anh Hùng hôm nay giỏi quá, Huyền nấu cho anh Hùng nồi chè đậu xanh các bạn. Anh Hùng thích ăn chè đậu xanh. Em nấu nát ra luôn cho anh đó. Anh thích ăn nó nát ra luôn á, nó béo. Lấy gì múc ra? Cái kia hả? Ờ đó, cái này để em múc cho. Cái gì? Ồ cái đó. Đúng chè, đúng thịt chứ. 18, 19 hả ba? 18, 19. 18, 19. Nấu rồi chè đậu xanh các bạn. 18, 19. Vua chè. Vua chè nè. Ổng okay. Là đạo chè thôi. Đó các bạn. Hảo chè đó. Ngon không? Ngon. Này để chờ chút bỏ đá vô ha. Để ngoài cho lạnh không? Em khiên ngoài để ngoài. Múc thêm miếng lên. Em nấu lạc lạc à chứ không có nấu quá ngọt. Lạc với em. Very good. Đủ quá. Được rồi. Em nữa. Ké. Múc thêm nữa. À nó thiêu đó nó ăn. Bảy luôn. À nấu nát ra ăn nó béo. Ăn ngọt hết các bạn. Thế ăn nó ăn hả? Ăn cho nó mát. Chứ thật ra không có ngọt gì mấy. Đậu xanh bổ cho gì qua này? Ăn đậu xanh bổ thận bổ gì? Thận còn đậu đen là bổ gì? Đậu xanh bổ gan bổ gì đó. Đậu xanh. Ăn cái gì nó cũng bổ á. Ăn gì cũng bổ hết ha. Kè đút cho nó ăn miếng anh. Kè ba ba đút kìa. Anh đút nước cho nó trước đó. Đó hôm nay tôi Huyền. Ê gì vậy? Tụi Huyền chùi lau chùi kiến xong rồi ha. Mai mốt thì tụi Huyền sẽ làm tới ở ngoài ban công. Ngày mai á. Ngày mai có nắng chút xíu mình xịt lau chùi hơn sau. Dọn đồ ra. Tụi Huyền chùi ở ngoài để cho nó sạch. Cái bosque là mình lau nhà cho nó sạch, mình ăn bosque ha. Ra ngoài mình nướng. Ở không mà cứ ăn hoài. Ra ngoài mình nướng rồi chứ, cho vui.
Rồi năm nay không biết nó có cho đi lên núi chơi không? À, bên Huyền á, hôm qua là bắt đầu nó có giới nghiêm rồi các bạn. Đóng hết rồi. Đóng cửa mấy siêu thị rồi hết rồi. Siêu thị rồi đóng. Bosque này nó khuyên cũng không có nên đi nè. Đúng rồi. Cho nên chắc mình dọn dẹp ở sông vườn rồi mình chơi ở nhà. Ừ. Bosque Alex cũng được ở nhà anh Tùng à. Cho nên năm nay không có đi trực tiếp cái buồn ha. Tụi này cũng định chở lên núi cho nó chơi. Ở nhà mình chơi PlayStation. Yes. Ok. Yeah. Đó. Định chở lên núi trên cái núi kia nghe trượt trượt nó đã hơn nghe nhưng mà đừng con. Nhưng mà tụi Huyền thấy đang bệnh đó người ta cũng khuyên mình ở nhà cho nên thôi tụi Huyền cũng sẽ không có đi luôn. Đó, thì ở nhà mình tự tạo đồ chơi mình chơi. Tạo niềm vui. Bây giờ Alex tạm biệt cô chú đi. Hẹn cô chú. Papa. Này, chào cô chú. Tạm biệt cô chú đi, hẹn cô chú những clip sau. Chào đi. Chào đi. Nói tạm biệt cô chú ơi. Tạm biệt cô chú. Đúng rồi. Tạm biệt cô ban. Rồi, hết đây các bạn. Chào các bạn.